Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món chè khoai lang dẻo. Đầu tiên thì khoai lang mình sẽ gọt, mình thái thành khúc xong mình cho luộc. Đó, mình luộc xong vẫn còn nóng, mình sẽ cho bột năng vào và mình nhào đến khi nào mà tay không dính nữa thì là được nhá, không cần phải cho thêm nước gì hết. Đó, rất là dễ luôn. Sau đó thì mình sẽ nặn thành từng viên nhỏ vừa ăn. Còn cái nước luộc khoai vừa nãy á, mình cứ để đấy để chút nữa mình nấu thành nước luôn nhá, chứ không có đổ đi nha các bạn. Đó, rất là nhanh luôn. Mình ai mà thích ăn ngọt nhiều thì cho nhiều đường vào, như mình thì mình không thích ăn ngọt mấy nên là mình không cho đường vào lúc khi nhào bột luôn, mình chỉ ăn nhạt nhạt vừa vừa thôi. Đó, bây giờ thì cái nước luộc khoai vừa nãy á, mình sẽ đun sôi lên, mình cho đường vào và cho một nhánh gừng vào để cho nó thơm. Sau đó thì khi nước sôi ấy, thì mình sẽ đổ cái những cái viên khoai dẻo vừa nãy mình nặn ấy, mình cho vào nhá. Luộc rất là nhanh luôn, một chút là khi nào nó nổi lên thì là chín. Sau đó thì mình sẽ pha một ít bột năng và mình đổ vào để cho nước nó sệt sệt. Đó, sau đấy thì mình múc ra và mình cho một ít mè vào và lạm ít sợi dừa bỏ vào ăn cùng, rất là thơm ngon, thanh mát. Mùa hè mà nóng mình có thể cho đá vào ăn cùng.